Chào mừng các bạn quay trở lại với tin tức 24 giờ TV, kênh cập nhật thông tin nóng hổi có trong ngày. Ngày bây giờ hãy cùng mình đến với nội dung bản tin ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, trong bản tin nóng nhất về tình hình lũ lụt miền Trung hôm nay. Mời quý vị cùng đến với những tin chính sau đây. Khẩn cấp. Bão số 9 giật cấp 17 đổ bộ miền Trung. Hai tàu cá Bình Định bị chìm, 26 ngư dân mất tích. Xúc động cảnh bà con Hà Tĩnh rơi nước mắt nhận tiền cứu trợ từ vợ chồng Thủy Tiên Công Vinh. Bộ Quốc phòng sẵn sàng điều bảy trực thăng vào miền Trung chống bão. Tạm dừng tìm kiếm 12 công nhân còn mất tích tại Giao Trang 3 vì bão số 9. Người dân Quảng Nam phải xây hầm trú bão số 9. Sau đây, mời quý vị cùng đến với những thông tin chi tiết. Khẩn cấp Bão số 9 giật cấp 17 đổ bộ miền Trung – Hai tàu cá Bình Định bị chìm, 26 ngư dân mất tích. Tỉnh Bình Định có văn bản đề nghị Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn hỗ trợ tìm kiếm hai tàu cá bị chìm khi đang di chuyển tránh bão số 9. Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết có hai tàu của tỉnh này bị chìm khi di chuyển tránh bão số 9. Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 27 tháng 10, tàu cá BD97469TS của ông Võ Ngọc Đoan ở tại xã Hoài Hải, thị xã Hoài Nhơn, Bình Định, làm chủ kiêm thuyền trưởng. Trên tàu có tổng cộng 14 lao động, bị chìm khi đang chạy tránh chú bão số 9 vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 27 tháng 10. Hiện gia đình và các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định chưa có thông tin và chưa liên lạc được với 14 ngư dân này. Tàu cá BD96388TS của ông Lê Vạn ở phường Hoài Thanh, thị xã Hoài Nhơn, đang trên đường chạy về cảng Cam Ranh, Khánh Hòa để tránh bão, thì tàu bị phá nước và chìm vào lúc 13 giờ cùng ngày. 12 ngư dân trên tàu này đang mất tích. Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định đã có văn bản đề nghị Ủy ban Quốc gia ứng phó với sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, điều phương tiện hỗ trợ tìm kiếm hai tàu cá nói trên. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định cũng có văn bản đề nghị Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, điều động tàu có trọng tải lớn, túc trực tại vùng biển Bình Định trước khi có bão số 9 đổ bộ vào đất liền để kịp thời ứng cứu khi có xảy ra các sự cố trên biển do bão gây ra. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định, dự báo khi bão số 9 đổ bộ vào ngày 28 tháng 10, sóng biển gần bờ cao từ 6 đến 8 mét có khả năng gây thiệt hại cho tàu thuyền neo đậu tại Cảng Quy Nhơn. Tuy nhiên, hiện Bình Định không có tàu có trọng tải lớn để cứu nạn cứu hộ các tàu vận tải trong tình huống nguy cấp. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Xúc động cảnh bà con Hà Tĩnh rơi nước mắt, nhận tiền cứu trợ từ vợ chồng Thủy Tiên Công Vinh. Chiều ngày 27 tháng 10, vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên đã về tại huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, cho quà cứu trợ cho người dân bị ảnh hưởng nặng nề sau cơn lũ vừa qua. 150 suất quà trị giá 10 triệu đồng một suất đã được trao cho người dân tại ba xã Cẩm Thành Cẩm Vĩnh Cẩm Duệ ngoài 150 suất quà với tổng số tiền 1,5 tỷ đồng vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên Công Vinh còn hỗ trợ 100 triệu đồng để xây hai ngôi nhà tình nghĩa cho hai hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là gia đình ông Nguyễn Hữu Công và bà Nguyễn Thị Việt tại thôn canh xã Cẩm Thành huyện Cẩm Xuyên Cầm trên tay số tiền lớn sau những thiệt hại nặng nề đợt mưa lũ vừa qua, nhiều người dân xúc động bật khóc. Cả cuộc đời bà chưa bao giờ được cầm trên tay số tiền 10 triệu đồng. Bà cảm ơn, nhà mất hết, trôi hết lợn gà. Một người dân được nhận quà bật khóc. Ông Phạm Đăng Nhật, bí thư đảng ủy huyện Cầm Xuyên cho biết, số tiền mà vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên công vinh trao cho bà con nơi đây vô cùng ý nghĩa trong thời điểm người dân mất hết của cải vật nuôi trong mưa lũ. Số tiền này sẽ phần nào giúp bà con tái thiết được cuộc sống và vượt qua khó khăn. Được biết trước đó, ca sĩ Thủy Tiên đã kết nối với Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, cập nhật danh sách những hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong cơn lũ vừa qua tại địa phương này. 152 trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị thiệt hại nặng do mưa lũ đã được vợ chồng Thủy Tiên công vinh, trao tặng 152 xuất quà với tổng trị giá 1,6 tỷ đồng. Công vinh cho biết, một con kiến Thủy Tiên cũng không đụng đến. Trong đợt mùa Thủy Tiên đến với bà con vùng lũ, Công Vinh ngồi ở nhà lo lắng không yên. Vì anh hiểu tính của vợ mình bất chấp nguy hiểm, miễn sao đến được với đồng bào gặp khó khăn. Ở đợt hai này, Công Vinh đã sắp xếp công việc để giúp vợ cứu trợ những hoàn cảnh gặp khó khăn. Tại huyện Cầm Xuyên, Hà Tĩnh, cựu danh thủ người xứ nghệ này đã trực tiếp trao tiền cho những gia đình bị thiệt hại nặng nề trong đợt ngập lụt vừa qua. Thủy Tiên cũng rất vui khi có chồng đi cùng. Cô ca sĩ được mọi người nói có trái tim Bồ Tát, cho biết cô cảm thấy an toàn hơn khi có sự đồng hành của Công Vinh. Với Công Vinh, anh luôn ngưỡng mộ vợ vì những hành động giúp ích cho cộng đồng. Vinh nói vui rằng một con kiến Thủy Tiên cũng không bao giờ động tới. Công Vinh bày tỏ, trời mưa kiến tràn vào nhà, đuổi ra cô ấy cũng không cho. Hôm ấy nói rằng mưa gió cho tụi nó tá túc đỡ ít hôm. Thủy Tiên nổi lên như hình ảnh một cô tiên ở đời thường khi bất chấp mưa gió, nước dâng cao nhưng vẫn đi để cứu trợ bà con. Hành động nghĩa tình của cô được bà con khắp cả nước tin tưởng gửi gắm khi Thủy Tiên quyên góp được hơn 150 tỷ đồng để hỗ trợ đồng bào miền Trung. Dự kiến sau khi qua các đợt thiên tai, vợ chồng Thủy Tiên sẽ tiếp tục có những việc làm thiết thực để giúp bà con sớm ổn định cuộc sống. Bộ Quốc phòng sẵn sàng điều 7 trực thăng vào miền Trung chống bão. Trao đổi với phóng viên, chỉ huy sư đoàn 372 đóng tại Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã sẵn sàng điều động 7 trực thăng và gần 100 cán bộ chiến sĩ để làm nhiệm vụ ứng phó bão số 9. Theo chỉ huy đơn vị, bão số 9 được dự báo rất mạnh, có nguy cơ càn quét vào các tỉnh miền Trung. Khi bão kết thúc, nếu có địa phương bị cô lập, việc tiếp cận bằng đường bộ, đường thủy gặp khó khăn thì Sư đoàn 372 sẽ trở lực lượng cứu hộ cứu nạn và nhu yếu phẩm vào ứng cứu người dân. Lãnh đạo Sư đoàn 372 nói, Sư đoàn đã huy động 100% cán bộ chiến sĩ sẵn sàng làm nhiệm vụ khi có lệnh. Chiều cùng ngày báo cáo với Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Bộ Tư lệnh Quân khu Nam cho biết, đơn vị đã huy động 66.000 người với hơn 1.700 phương tiện ứng phó với bão Mola Tại Đà Nẵng, Đại tá Nguyễn Quốc Hương... Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cho biết, đơn vị huy động 1.000 cán bộ, chiến sĩ, trong đó bộ đội thường trực là 442 người cùng 54 ô tô các loại, một xe cứu thương để phòng chống bão. Ngoài ra đơn vị này huy động 3 xe thiết giáp, sẵn sàng phục vụ lãnh đạo chỉ huy. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã chỉ đạo lực lượng vũ trang 7 quận, huyện, bố trí nhân lực thường trực tại các vị trí có nguy cơ ngập, nhằm ngăn chặn không cho người dân qua lại, tránh nguy hiểm. Bộ đội biên phòng Đà Nẵng cũng đã trưng dụng 8 tàu, 13 xuồng để thực hiện nhiệm vụ phòng chống bão Molave. Tạm dương tìm kiếm 12 công nhân còn mất tích tại Giao Trang 3 vì bão số 8 Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, ứng phó bão số 9, chiều cùng ngày, lực lượng tìm kiếm nạn nhân mất tích tại Giao Trang 3 đã cơ động rút quân về. Sáng sớm cùng ngày, lực lượng cán bộ chiến sĩ quân khu 4 Bộ đội Biên phòng, Bộ đội Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải và các đơn vị dân sự khác tiếp tục triển khai tìm kiếm nạn nhân mất tích tại Thủy điện Giao Trang 3 tại xã Phong Xuân, huyện Phong Điền với quyết tâm tranh thủ từng giờ trước cơn bão số 9 đang trên đường đổ bộ vào đất liền. Lực lượng tìm kiếm đã chia thành 5 hướng tìm kiếm thi thể 12 công nhân còn mất tích tại Thủy điện Giao Trang 3 chưa được tìm thấy. Các lực lượng đã thi công hạ cốt từ trên cao xuống âm 4m sát mặt đường 71, kết hợp tìm kiếm từ hướng bờ suối làm lên. Tuy nhiên do địa hình phức tạp, diện tích khối lượng tìm kiếm quá lớn nên trong ngày 27 tháng 10, các lực lượng tìm kiếm chưa phát hiện được thêm thi thể công nhân mất tích. Các lực lượng phối hợp với chó nghiệp vụ của bộ đội biên phòng tìm kiếm nhưng hiện mới chỉ đánh hơi tìm thấy được áo quần của công nhân. Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay để ứng phó với cơn bão số 9 đang trên đường đổ bộ vào đất liền, chiều ngày 27 tháng 10, các lực lượng tìm kiếm nạn nhân mất tích đã cơ động rút quân về nơi an toàn. Đợi bão số 9 đi qua sẽ tập trung tổng lực với quyết tâm nhanh nhất tìm kiếm được các thi thể công nhân mất tích tại Thủy Điện Giao Trang 3. Trước đó, sau một ngày tạm dừng các hoạt động tìm kiếm do mưa to, ngày 26 tháng 10, thời tiết tạnh giáo thuận lợi, các hoạt động tìm kiếm 12 công nhân mất tích còn lại tại Thủy Điện Giao Trang 3 đã được nối lại. Trong ngày 26 tháng 10, các lực lượng tăng cường cùng đội chó nghiệp vụ cũng đã được đưa vào hiện trường hỗ trợ tìm kiếm, nhưng vẫn chưa phát hiện thêm thi thể công nhân còn mất tích trong vụ sạt lở do mưa lũ tại Thủy Điện Giao Trang 3. Người dân Quảng Nam phải xây hầm trú bão số 9 Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 9, người dân thôn Hòa Bình, xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, Quảng Nam đã làm hầm trú bão. Theo ghi nhận của phóng viên, một số hộ dân thôn Hòa Bình, xã Bình Minh, huyện Thăng Bình đang tất bật xúc cát, cho vào bao xi măng để làm hầm thấp trú cơn bão số 9 sắp đổ bộ vào đất liền. Ông Phạm Hồng Diện, 50 tuổi, trú tại thôn Hòa Bình cho biết, sau khi nghe thông tin về cơn bão số 9 rất mạnh sắp đổ bộ vào đất liền, gia đình ông đã tự chế hầm trú bão cạnh nhà. Để làm hầm chú bão này, gia đình ông Diện đã dùng hơn 200 bao xi măng chứa đầy cát, chất thành tường. Chiều rộng của hầm chú bão này khoảng 2,5m và dài khoảng 3m, có thể chứa được 5-6 đến 6 người trong gia đình ông. Ông Diện cho hay cả nhà ông bắt đầu làm hầm chú bão từ chiều ngày 26 tháng 10 đến trưa ngày 27 tháng 10 là xong. Ông Diện chia sẻ, gia đình tôi đông người và mọi thành viên trong gia đình cùng làm nên hầm xong sớm để có chỗ chú bão. Dân chúng tôi sinh sống sát biển, nên mỗi khi có bão đổ vào đất liền, đã tự ý thức và chủ động phòng chống bão, đồng thời chuẩn bị lương thực, thực phẩm, đèn pin đủ cung cấp được vài ngày. Bà Nguyễn Thị Mau cùng chú tại thôn Hòa Bình, xã Bình Minh, cũng cùng gia đình đào một cái hầm sâu khoảng hơn 1 mét trước nhà, rộng khoảng 3 mét. Sau đó bà dùng những thanh sắt gác thành mái và dùng tấm tôn che lên phía trên hầm để chú bão. Bà Nguyễn Thị Mau cho biết, Hầm trú bão này tôi làm cho khoảng 7 đến 9 người chú. Nếu bão đổ bộ, gió mạnh thì mọi người trong gia đình tôi sẽ chạy xuống trú trong hầm, chờ khi bão tan rồi mới vào lại nhà. Chi phí xây dựng hầm này khoảng 250.000 đồng. Xã Bình Minh này là nơi sát cửa biển. Mỗi khi bão vào thường gây thiệt hại rất lớn về tài sản và tính mạng của người dân. Những năm trước, một số hộ dân ở đây cũng đã làm hầm trú ẩn kiên cố bằng bê tông cốt thép. Theo lãnh đạo xã Bình Minh, Hiện toàn xã có gần 10 hầm trú bão kiên cố bằng bê tông cốt thép, chưa kể những hầm trú bão tự phát, cứ đến mùa mưa bão người dân mới làm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Chúng mình là tin tức 24 giờ TV. Đừng quên nhấn like, share và theo dõi kênh để liên tục cập nhật thông tin hấp dẫn nhất có trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.